Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2021, mình làm cái video này để cảm ơn tới tất cả những huynh những đệ đã gọi điện nhắn tin hỏi han là tình hình là lâu nay sao không thấy đăng video lên, không thấy có cái video nó bán hàng nào cả. Thì mình làm clip này để mình gửi tới tất cả những người huynh người đệ của mình nhá. Xin cảm ơn rất nhiều đã quan tâm đến mình. Đấy, chắc là mình không làm video thì quý vị và các bạn này cũng đã hiểu đúng không ạ? Do cái tình hình dịch bệnh thì mình tạm nghỉ. Trong thời gian này mình tạm nghỉ, mình không không bán hàng nữa. Đấy, mong quý vị và các bạn này hết sức thông cảm nhá. Đấy. Đấy, thì làm clip trước tiên là để cảm ơn. Cái thứ hai là ở nhà rảnh rỗi thì độ cái Bluetooth vào cái đài này. Cái đài này mình đã làm nó chạy hoàn thiện tất cả các chức năng nhá, từ radio cho đến băng cassette đường AUX nhá. Đây, tất cả đều hoạt động hết các chức năng, mà hoạt động ở mức độ là chuẩn chứ không phải hoạt động ở cái mức độ gọi là gì đâu nhá, nghe khó chịu đâu, nghe rất chi là thích luôn đấy. Đấy, mời quý vị và các bạn trà. Thì mình giới thiệu, mình làm video nó có hai mục đích: một là cảm ơn những người anh em đã quan tâm hỏi han nha, hai là giới thiệu tới quý vị và các bạn mà ai mà dùng cái những cái con đài như thế này này mà lại muốn nâng cấp nó lên, nâng cấp nó lên vào cái hệ Bluetooth ấy, thì tham khảo nhá. Con này bản chất là nó có đường line in sẵn rồi, tức là đường đưa tín hiệu ngoài và ngoại line vào nhá. Bản chất đây này, CD TV linear in, tức là dòng vào này. Đấy, bản chất là nó có rồi, thế nhưng mà ta phải dùng dây jack. Bluetooth mode. Đấy, ta phải dùng dây jack đúng không ạ? Thế thì hôm nay thời đại 4.0 nên là ta sẽ trang bị cho nó không cần dây jack nữa. Ta sẽ trang bị mạch Bluetooth cho nó. Đấy. Cộng với lại đây. Cộng với lại chạy cả USB nhá. Đấy, tức là thẻ nhớ đây vào đây này. Đường thẻ nhớ này, đường USB có cả nhá. AUX vào tiếp lại vào đây này. Đấy. Còn đây là gì? Đây là mình trang bị cho nó cái công tắc nguồn nhá. Công tắc nguồn này để làm gì? Khi bật chế độ line in lên thì ở đây nó mới có điện. Đây mình bật line in lên này. Đấy. Thì đây Bluetooth mode. Đấy, nó có điện nhá, nhưng mà tắt đi này. Đấy. Khi tắt đi như thế này, tức là mạch Bluetooth không hoạt động nữa, thì để đề phòng cái trường hợp là quý vị lại dùng cái lối này vào nhá. Đấy. Thế khi mà mình dùng cái lối này vào ấy, là lối nguyên bản của cái chiếc đài này, mà cái này không được tắt đi thì dẫn đến coi như thế là hai đường tín hiệu vào một lúc là nó không có ổn đúng không ạ? Đấy, thế nên là mình phải bố trí cho nó cái công tắc, khi nào mà ta không dùng Bluetooth thì ta tắt nó đi. Đấy, còn khi nào mà dùng Bluetooth thì ta cứ bật lên như thế này thôi. Đấy. Bluetooth mode. Đấy nhá. Đấy, thế nhưng mà đây khi tắt cái này cái là nó hết ngay. Đấy này. Đấy. Tắt này. Đấy, bật lên này. Tắt này. Đấy. Khi mà ta chuyển sang radio hay là chuyển sang về cái phần tape, tức là phần chạy băng cassette ấy, thì là cái điện ở đây nó không có nữa. Nhá. Đấy, thế nên không phải suy nghĩ về vấn đề nó gây nhiễu cũng như là tuổi thọ của cái mạch Bluetooth này. Đấy. Vì nó sẽ được cắt nguồn rồi. Đấy. Con mạch Bluetooth này thì đây, mình không sản xuất ra được mạch Bluetooth này là của ông Trung Quốc nó làm, made in China. Mình về chỉ có việc đấu nối rồi thôi nhá. Đấu nối thì quý vị và các bạn lưu ý đây, biết được những cái chân này, cái chân này của nó là cái chân gì là được nhá. Đấy, hai cái dọc bên trong, cái dọc đỏ bên trong này, đấy là hai cái dây của nguồn cấp nhá. Đây này, nó ăn vào trong này. Này. Đấy, nguồn cấp cái dây này đỏ và trắng này này. Đấy. Đỏ thì bao giờ cũng vậy, đỏ là dương nhá. Cái con này nó dùng 12V được. Dùng 12V được vì sao? Vì đây có con ổn áp 5V đây này. Đây, đây con ổn áp dán này, con 7805 là ổn áp dương 5V con dán này này. Đấy, thế nên là nguồn vào có thể 12V cho đến 15V. Đấy. Thế nhưng 15V thì phải kê qua chở chứ không nó nóng. Nó nóng con ổn áp này nha. Đấy. Còn công tắc thì dễ rồi đúng không ạ? Công tắc thì điện thì chạy qua công tắc, cái đấy thì ai chả làm được đúng không ạ? Thế còn đây là cái gì?
Đây là dây anten. Đấy, anten thì mình bắt bằng con ốc như này. Đây, để cho nó thoải cái đầu ra đây. Thì nó bắt nó sẽ khỏe hơn nhá. Nó khỏe hơn là mình không để ra ngoài. Đấy. Còn cái rắc này, rắc này thì là L, E, G. Tức là đường tín hiệu ra đấy. L, G, anten nhá. Đấy. Và mát. Đây nó có 4 dây tất cả. 4 dây tất cả. Dây đỏ ngoài cùng, dây ngoài cùng là anten này. Đấy, về ngược cái mạch này nhá, ta chỉ cần hiểu mấy cái chân rắc của nó như vậy là ok nhá. Đấy, tiếp theo đến về cái phần bên trong này thì ta làm nó như thế nào, đúng không? Nhiều khi mình không độ chế thế nhưng mà mình vẫn lên mình xem, đúng không? Mình vẫn vào mình xem, tại vì Khổng Tử nói là học bao nhiêu vẫn thiếu, đúng không? Hiểu bao nhiêu chẳng thừa. Nhiều khi mình cứ lên mạng mình xem người ta làm cái chuyện đấy nó như thế nào, đúng không? Đấy, để nó nâng cao kỹ thuật, đúng không? Nâng cao vào cái tầm hiểu biết. Đây, bây giờ là như thế này nhá. Đấy, mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn này. Đấy. Cho cái điểm này để xem. Đấy. Đây, đây là dây nguồn nhá. Đấy, mình đã làm riêng quy định màu này. Đó là dương và đen là âm. Đấy. Âm thì nối vào mát của nguồn nhá. Thế còn dương lấy ở đâu ra? Đấy, đây là dây dương này. Dây dương của mạch Bluetooth thì xin xưa với quý vị và các bạn, ta phải lấy ở đằng sau công tắc này. Đây, công tắc. Đấy, khi công tắc bật sang chuyển sang chế độ coi như thế là đường line in thì nó sẽ có một cái chân nó được cấp nguồn. Thì đây này, thì ta bâu nó vào đấy, câu nó vào đấy nhá. Câu nó vào đấy để làm gì? Để như vậy là chỉ khi mình dùng cái chế độ line in thì nó mới có nguồn ra mạch Bluetooth. Còn nếu như không, mình không dùng cái chế độ line in thì mạch của Bluetooth nó không được cấp nguồn nhá. Không gây nhiễu, không mà lại nâng cao tuổi thọ. Chứ còn nguồn của Bluetooth mà ta lại ăn ngay ở cái nguồn chính này nhá. Ta ăn ngay ở cái nguồn chính này của nó thì tức là gì? Lúc nào nó cũng được cấp nguồn. Mạch Bluetooth lúc nào cũng hoạt động, cho dù là mình đang chạy về phần cassette tabe hay là mình chạy về phần radio thì Bluetooth lúc nào nó cũng cấp nguồn thì nó sẽ gây ra nhiễu. Đấy. Thế nguồn là ta phải lấy ở cái công tắc này này. Mà lấy ở cái chế độ khi bật Bluetooth nhá, khi bật đường line in ấy, ta lấy ở cái chỗ đấy thì là khi nó mới chuẩn. Đấy. Thế còn đường tín hiệu thì dễ rồi. Đây đường tín hiệu đây, đây 3 giây này. Đường tín hiệu ở cái đài này thì nó dễ hơn những cái đài khác. Đường tín hiệu là ta cầu ngày này vào đây. Đây, đây là cái đường rắc, hai cái rắc vào đây này, hai rắc bung sen vào này, đấy, đường lay in đấy, người ta câu nó vào đấy, ta hàn nó vào đấy, thế là xong, đúng không? Rất dễ. Thế là mình đã giới thiệu tới quý vị và các bạn này về cái vấn đề là coi như thế là độ cái thêm cái Bluetooth nhá, thêm cái Bluetooth vào cho cái đài, đúng không? Nguồn thì cấp như thế nào, về đường lay in tín hiệu vào, tín hiệu ra của cái Bluetooth thì đưa vào đâu thì hàn vào đây nhá. Đấy, đây, đây, đấy, đường ra cái tín hiệu L và R của mạch Bluetooth thì ta hàn nó vào hai cái chân này, L, R, thế là xong, đúng không? Nguồn thì lấy qua công tắc này, đây, Bluetooth mode, đấy, lấy vào cái đường CD TV này nhá, linear in này này, lấy nguồn ở đây thì nó mới chuẩn, mình tắt đi là nó mất này, đấy, mình bật lên là mới được cấp nguồn này. Bluetooth mode. Đấy, nó phải thế. Chứ không được lấy nguồn trực tiếp nhá. Đấy, lấy nguồn trực tiếp là nó không đúng kỹ thuật. Đấy, chứ còn nó vẫn cứ chạy bình thường. Đấy, con đài này ấy. À đây, mình mở radio luôn cho quý vị và các bạn. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng ở doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng trên 6 triệu kWh một năm. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức các hội thảo, tập huấn và tuyên truyền cho các cơ sở. Nói chung là tất cả các chức năng là vẫn chạy tốt. Đấy, mà lại thêm trang bị cây Bluetooth vào để cho nó em nó hoàn hảo hơn, đúng không ạ? Thôi thế xin phép dừng clip vào đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người anh em đã điện thoại cũng như nhắn tin hỏi han về tình hình của mình. Đấy, mình đang ở vùng đỏ mà. Đấy. Thì qua clip này cũng xin cảm ơn và cũng chúc toàn thể quý vị và các bạn có một cái sức khỏe thật tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chào thân ái. Merci.